Xin chào quý vị. Có lẽ khi quý vị xem video này thì quý vị cũng đã có cho mình một tài sản bất động sản giá trị nhất định rồi. Đến với video lần này, Văn Học muốn giới thiệu đến quý vị một sản phẩm ở một nơi không có cảnh đất chật người đông, không có cảnh khói bụi thành phố, một sản phẩm của một khu tụ lý xanh thời hiện đại, được bao bọc bởi ba mặt sông tuyệt đẹp, không khí thì trong lành, với rất nhiều tiện ích đẳng cấp sẽ mang đến cho quý vị một phong cách sống chất lượng và ngay cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giáp với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ giáp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận, giáp với tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Dương và một phần tỉnh Bình Phước. Thì nhìn qua quý vị có thể đoán ra đó là tỉnh nào được không? Đó chính là tỉnh Đồng Nai. Nhưng trước tiên thì Văn Học muốn cung cấp thêm cho quý vị về thông tin về thị trường bất động sản. Thì hiện nay thị trường bất động sản Đồng Nai thì có gần 200 dự án đang được triển khai. 14 tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, Anh, Hồng Kông, Ireland và Đức đã có những cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về một cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cũng như vui chơi giải trí trong thời gian qua. Đồng Nai hiện đang trở thành một điểm nóng của thị trường bất động sản phía Nam, với kinh tế tăng trưởng ổn định cùng hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ đã giúp tỉnh Đồng Nai thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Được biết, dự kiến từ nay đến 2020 thì Đồng Nai sẽ dành ra 35.000 tỷ đồng để xây dựng nhiều tuyến cao tốc quan trọng như Bến Lức Long Thành, Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc Dầu Dây Liên Khương, đường vành đai 3 và thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và nhiều tuyến đường xuyên tâm tại Biên Hòa, xây cầu 7.000 tỷ nối Nhân Trạch với quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Vậy dự án Văn Học mà giới thiệu đến quý vị thì nằm ở đâu? Có đẹp hay không? Đây là vị trí dự án mà Văn Học muốn giới thiệu đến quý vị. Vị trí dự án này đối diện với Vinland Park của quận 9, cách nhau một con sông Đồng Nai. Thì vị trí dự án hiện giờ nằm ở mặt tiền đường Hương Lộ 2, nối dài. Và hiện nay để di chuyển đến vị trí dự án Aqua City thì có hai con đường chính. Đó là đường di chuyển từ quận 9 đi qua. Từ quận 9 đi qua cầu Đồng Nai 1, gặp ngã ba Vũng Tàu thì rẽ phải. Chạy tiếp sẽ đường gặp đường Ngô Quyền, sẽ rẽ phải một lần nữa thì sẽ chạy tới vị trí dự án Aqua City. Con đường thứ hai đó là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đối với cao tốc này sẽ di chuyển gặp ngã tư quốc lộ 51, sẽ rẽ trái, sau di chuyển về sẽ gặp đường 50 cao, sẽ rẽ trái một lần nữa thì sẽ di chuyển vô vị trí dự án. Và tiềm năng ở đây thì sẽ thêm hai con đường nữa, đó là đường Hương Lộ 2 nối dài. Đường Hương Lộ 2 nối dài sẽ nối thẳng lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và một con đường nữa là cầu Đồng Nai 2. Cầu Đồng Nai 2 sẽ nối thẳng ra Vin quận 9. Đây là một cái điểm mà giúp hạ tầng ở đây, bất động sản ở đây sẽ gia tăng nhanh chóng. Aqua City là một tổ hợp shop house, nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, được bao quanh bởi các con sông lớn, sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong và các nhánh sông nhỏ sẽ len lỏi vào từng khu của dự án, tạo nên một không khí trong lành mát mẻ quanh năm. Với 20 km đường chạy bộ ven sông sẽ mang lại một nguồn oxy cực kỳ lớn cho cư dân ở đây. Đây là một điểm tâm huyết của chủ đầu tư dành cho cư dân tương lai, một điểm mà quý vị sẽ rất hài lòng. Từ Aqua City có thể kết nối thuận lợi với hạ tầng và tiện ích cao cấp xung quanh. Chỉ cần 5 phút thôi có thể di chuyển tới Sài Gòn Long Thành. Ngay cạnh Sài Gòn Long Thành có khu du lịch Sơn Tiên. Khu du lịch Sơn Tiên thì đang được triển khai tiến độ rất là nhanh. Thì hy vọng là trong dịp Tết năm nay sẽ triển khai xong một giai đoạn để quý vị có thể đến vui chơi giải trí tại đây. Xa hơn chút xíu thì là Bệnh viện Quốc tế Xin Mạc. Và di chuyển ra thành phố Biên Hòa cũng rất là gần. Qua cầu Đồng Nai thì chính là Metro Suối Tiên. Đây là một tuyến Metro sau này kết nối về quận nhất thì rất là thuận tiện và làm cho giá trị bất động sản ở khu vực xung quanh là gia tăng rất là tốt. Ngoài ra có Đại học Quốc gia, khu du lịch Suối Tiên. Đây là một cái điểm mà hàng năm mỗi dịp lễ Tết là du khách đến đây rất là đông. Đây là một trong những điểm vui chơi mà lớn của Sài Gòn. Ngay gần khu du lịch Suối Tiên đó là khu công nghệ cao quận 9. Và việc mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng mất khoảng 25 phút thôi khi mà kết nối hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.
một điểm mà rất là nhiều quý vị đang đón chờ cũng như cả nước đón chờ, đó chính là sân bay quốc tế Long Thành. Từ vị trí dự án Awa City đến sân bay quốc tế Long Thành thì chỉ mất khoảng 15 phút thôi, sẽ di chuyển bằng đường Hưng Lộ 2 ra cao tốc. Và tiềm năng của Awa City cũng như Đồng Nai thì có những con đường nào trong tương lai sẽ được hình thành? Ngoài đường Hưng Lộ 2 cũng như cầu Đồng Nai sẽ được hình thành sớm thì sẽ có tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nối thẳng với Biên Hòa Vũng Tàu, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Đối với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này, hiện nay đã hoàn thiện được hơn 70% khối lượng công việc rồi, đang còn một nhịp cầu nối từ bên Nhà Bè qua Đồng Nai thôi. Thì đây là một điểm mà giúp 13 tỉnh miền Tây di chuyển về vị trí Awa City rất là thuận lợi. Văn Học cũng đã giới thiệu qua một vài cái tiện ích tại vị trí dự án cũng như cái tiềm năng của Awa City. Thì bây giờ Văn Học sẽ đi vào những cái tiện ích nội khu Awa City có gì hấp dẫn. Văn Học muốn nhấn mạnh một lần nữa đó là tiềm năng rất lớn của Awa City, đó chính là cầu bắc qua quận 9 và đường Hương Lộ 2 dẫn lên cao tốc. Thì đường Hương Lộ 2 này có lộ giới đến 60m. Đây là một điểm rất là thuận tiện sau này kết nối về thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi ra những tỉnh miền Trung rất là thuận lợi. Tuyến Hương Lộ 2 dự kiến có 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 17km, kết nối trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa, các tỉnh khu đô thị Long Hưng, Awa City, thì sẽ ra đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại khu vực cầu Long Thành. Còn bây giờ thì Văn Học sẽ đi vào cái tiện ích nội khu của Awa City, cũng như là mẫu nhà và giá hiện nay của Awa City bao nhiêu. Hiện nay Awa City đang triển khai giai đoạn 1 với diện tích là 85 ha. Tiện ích ngoại khu của Awa City thì hiện nay có khu thương mại, khu trường học cấp 1, cấp 2, khu công viên, khu vui chơi trẻ em trong nhà, bến du thuyền, clubhouse và các con đường chạy bộ ven sông, cũng như bến du thuyền lớn ở sông Đồng Nai. Trong giai đoạn 1, 85 hectare triển khai thì chỉ khoảng hơn 500 căn nhà phố biệt thự thôi. Đây là một nơi mà có diện tích xây dựng rất là thấp, phần còn lại dành cho tiện ích nội khu. Đây là một điểm mà rất là tuyệt vời khi được sinh sống ở đây. Thì về nhà thì hiện nay thì quý vị có thể nhìn thấy trên bản đồ là màu tím là shophouse, thì diện tích của nó là 6x20 và giá khoảng 6,1 tỷ một căn. Màu vàng đó là nhà phố, diện tích 8x20, giá khoảng 6,5 tỷ một căn. Còn màu xanh quý vị nhìn thấy đó là biệt thự song lập, thì 10x20 thì giá hiện nay khoảng 8 tỷ một căn. Và cuối cùng là biệt thự đơn lập, biệt thự ven sông, 12x20 thì giá vào tầm khoảng 10 tỷ một căn. Tất cả những sản phẩm này đều được xây một trệt, hai lầu, hoàn thiện mặt ngoài. Vậy khi nhắc đến một sản phẩm nhà phố, nhà liền thổ với một giá trên thì quý vị thấy thế nào? Giá có tốt không? Chắc chắn sẽ có quý khách sẽ nói là giá rất là tốt, rất rẻ. Sẽ có quý khách nói giá 6,5 tỷ cho một căn ở Đồng Nai là cao. Tuy nhiên Văn Học sẽ phân tích cho quý vị thấy giá trên là có tốt hay không. Ví dụ như ngay kế bên vị trí dự án thì có khu New City và khu đất nền Long Hưng. Thì hiện nay giá của các khu này bán từ 18 cho đến 25 triệu mét vuông. Ở đây chỉ có bán đất nền và không có xây dựng đồng bộ, cũng không có tiện ích cho cư dân. Và đối diện qua đó là vị trí của Vin quận 9. Thì Vin quận 9 hiện nay bán với giá là từ 38 cho đến khoảng 40 triệu mét vuông. Đây là giá của một căn hộ chứ không phải là một nhà phố. Thì nhà phố của Vin City hiện giờ diện tích 5x20 á, thì giá hiện nay từ 8 đến 10 tỷ một căn. Còn Awa City thì là một căn nhà phố khoảng 6,1 tỷ. Thì trừ diện tích xây dựng và chia cho diện tích đất, hiện nay có giá khoảng tầm 29 triệu mét vuông thôi. Vậy một mức giá 29 triệu một mét vuông cho một khu đô thị xanh hoàn chỉnh, thì quý vị có thấy cái giá này có hợp lý hay không? Và khi đợt cầu Đồng Nai 2 bắc qua đường Nam Cao, quận 9 thì liệu giá này có còn hay không? Mà đơn giản hơn là nhanh nhất và ngắn nhất là cầu Hương Lộ 2 sẽ nối lên đường cao tốc, sẽ triển khai trong cuối năm nay. Và lịch thanh toán hiện nay rất là tốt dành cho quý khách hàng đầu tư. Thì lần đầu thanh toán chỉ có 16% thôi.
sau đó thanh toán 2 tháng 3% đến khi nhận nhà. Với khách hàng đầu tư thì dòng tiền rất là quan trọng, cho nên việc thanh toán từng đợt đến khi nhận nhà thì rất là thuận lợi. Quý khách hàng nào quan tâm sản phẩm này với giá tốt thì hãy gọi ngay cho Văn Học để được hỗ trợ nhé. Và tiếp theo thì Văn Học sẽ giới thiệu đến quý vị giai đoạn 2 của Awa City. Đây là hình ảnh ngay giai đoạn 2. Đây là hình ảnh của giai đoạn 2 Awa City. Giai đoạn 2 của Awa City chỉ bán 110 căn biệt thự thôi. Chỉ 110 căn biệt thự. Giá cho từ 14 cho đến 17 tỷ một căn. Thì ví dụ như những căn ở view công viên thì giá tầm khoảng chừng 15 tỷ một căn. Và những cái view sông này thì hiện giờ nó rơi vào khoảng tầm 17 tỷ một căn. Còn những căn mà view trong nội khu này thì hiện giờ tầm khoảng 14 tỷ một căn. À, với giai đoạn 2 này thì khách hàng đang booking từ giờ đến 15 tháng 9 nó sẽ mở bán. À, trong giai đoạn booking này thì quý khách hàng sẽ được nhận ưu đãi rất là lớn, với lịch thanh toán cực kỳ tốt. Khách hàng chỉ thanh toán từng đợt cho đến 30% xong là ngưng, 3 năm sau nhận nhà. À, việc đầu tư một căn biệt thự bỏ ra khoảng 4 tỷ cho 3 năm thì quý vị thấy có hợp lý hay không? Quý khách nào nhìn xa về những yếu tố hạ tầng sẽ được thấy được tiềm năng rất tốt của Awa City và sẽ xuống tiền ngay. Còn tiến độ của Awa City thì như thế nào? À, đây là tiến độ của Awa City. À, quý khách có thể yên tâm với một đơn vị phát triển uy tín như Novaland. Thì trong tháng 9 này quý vị có thể thấy đó là hoàn thiện khu đón sảnh đón khách và công viên xanh. Tháng 8 sẽ hoàn thiện là nhà mẫu 8x20 của dự án Awa City. Tháng 12 sẽ khai trương bến du thuyền cũng như là những siêu biệt thự của Awa City. Và tháng 1 2020 sẽ hoàn thiện là khu clubhouse và khu phức hợp thể thao. Thì Novaland, đơn vị phát triển đã tập trung sẽ mang lại những tiện ích trước cho khách hàng, để khách hàng có thể nhìn thấy một cách khách quan nhất. Văn Học biết khi quý vị xem qua video này thì có rất là nhiều câu hỏi và những thắc mắc, thì quý vị có thể để lại comment bên dưới, hoặc quý vị có thể liên hệ với Văn Học theo số hotline 0888 373 777 để được hỗ trợ cũng như được chọn những căn mà những sản phẩm ưng ý. Văn Học sẽ cập nhật tiến độ thường xuyên để quý vị có thể tham khảo. Và trước khi kết thúc video thì mời quý vị cùng xem qua video mô phỏng tuyệt đẹp của dự án Awa City. Xin chào và hẹn gặp lại.